Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện chỉ dâu được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20 giờ 30 phút mỗi tối. Và đến với buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Mối tình ngang trái được viết bởi tác giả Uyên Nguyệt. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết khá là thú vị. Nó cũng là một tình tiết mà hy vọng rằng sẽ níu chân quý vị đến với tập cuối cùng của bộ truyện này. Bởi vì tình tiết này đó chính là một nút thắt dành cho Huy và Phương. Chị gái tên là Thúy, cấp trên của Phương, lại chính là người yêu và là mối tình đầu của Huy. Hai người đã làm việc với nhau trong một thời gian quá dài nhưng lại không hề biết được rằng là hai người đang yêu một người đàn ông. Và không biết được rằng sau khi biết được sự thật này thì Huy và Phương sẽ có cái nhìn như thế nào về nhau. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé và quý vị ơi sau khi lắng nghe xong chuyện quý vị hãy dành cho tâm an những nút like những nút chia sẻ và những lời bình luận để tâm an cảm thấy rằng quý vị luôn luôn ủng hộ và theo dõi tâm an nhé cảm ơn quý vị rất nhiều và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện mối tình ngàn trái tác giả uyên nguyệt qua giọng đọc của tâm an sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã nhìn thấy mình nằm trên giường của huy nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu tôi liền vội vã xuống giường ra đến bên ngoài tôi đã nhìn thấy một bàn đồ ăn anh đã nấu đồ ăn sáng cho tôi và có một tờ giấy dán trên mặt bàn nữa chúc em ngon miệng đang lý ra được anh quan tâm thế này tôi phải vui lắm nhưng chẳng hiểu tại sao lòng của tôi lại cảm thấy nặng trĩu tôi cảm thấy lo lắng cho chính bản thân của mình nhưng biết làm sao bây giờ tôi thật sự đã thích huy mất rồi đúng như lời chú thím của tôi từng nói lừa gần rơm lâu ngày cũng bén ở với anh vài tháng tôi đã cảm thấy quen thuộc và đã yêu anh mất rồi tôi thở dài đầy não nề chẳng biết ngày mai và cả tương lai sau này sẽ ra sao thôi thì tôi cứ sống tốt cho ngày hôm nay Suy nghĩ nhiều Cũng chẳng giải quyết được việc gì Mà chỉ có ôm thêm mệt mỏi Làm vệ sinh cá nhân xong Tôi ra bên ngoài ăn sáng Sau đó đi làm Cái giường cầm hôm nọ vẫn còn nhắn tin Nhận tôi là bạn Thế mà bây giờ nhìn thấy tôi Nó lại tỏ ra khinh khỉnh Tưởng là nghỉ việc luôn Sao không về công ty của chồng mà làm phiên dịch Kiếm luôn cả chức phu nhân đi Việc gì phải ở đây Làm một đứa nhân viên quen Nghe chừng Dương Cầm còn quan tâm về công ty của Huy ghê gớm. Thông tin chị Xuyến bị đuổi việc đã đến tai của nó rồi sao? Tôi cười nhạt và đáp lời. Chuyện của tao ấy, không cần mày phải tính toán dù. Tao thích làm gì đó là việc của tao, không liên quan gì đến mày. Dương Cầm cũng không vừa, bĩu môi nói lại tôi. Chứ chả phải là mày không được về đó làm sao? Tao nói cho mày nghe nhé, huy đang tha thiết mời tao về đấy làm đấy nhưng mà tao không thèm thôi mày đã bốc phét lại còn nói to nếu như mày không tin tao mày đừng có nói chuyện với tao nữa tập trung mà làm việc đi hôm nay tao không làm giúp mày nữa đâu nói xong tôi về thằng phòng làm việc thời gian đâu mà đôi co với nó chính vì nó ghét tôi nên nó hay đi để soi mói tôi chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thôi là nó bắt đầu chạy đi Báo với chị Thúy Để chị ấy mắng tôi Công việc vừa nhiều vừa áp lực Lại còn dính phải mấy cái chuyện không đáng có Tôi cảm thấy muốn điên đầu lên được Từ cái buổi tối Tôi cùng với Huy mặn nồng đến ngày hôm nay Cũng đã tròn một tuần Mà tôi chưa gặp anh Anh không về nhà Anh không nhắn tin hay gọi điện cho tôi Khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Tôi đang mong chờ điều gì chứ chuyện tôi và huy lên giường liệu rằng đó có phải chỉ để giải tỏa sinh lý cho anh không hay là tôi bị làm sao thế này tôi cảm giác vô cùng đau đớn và khổ tâm đang miên man với những dòng suy nghĩ thì điện thoại của tôi bỗng reo nhìn thấy dãy số của chú thượng hiện lên trên màn hình tôi mới nhớ hôm trước tôi có hẹn với chú là cuối tuần này hai vợ chồng sẽ sang nhà chú thím chơi bởi vì công việc mà tôi đã quên không báo cho huy mấy lần chú nhắc nhở là dẫn chồng sang chú chơi tôi đều phải nói lý do để từ chối lần này mà thất hẹn thì thật là không biết phải nói thế nào chắc chắn là chú thím sẽ giận tôi mất tôi thấp thòm ấn nút nghe dạ con nghe này chú mười giờ rồi mà sao hai vợ chồng chưa qua chú thím nấu cơm xong hết rồi chỉ còn chờ hai đứa thôi Dạ vâng Chú thím chờ nhà con một tí Con đang chuẩn bị sang đây à Nhanh nhanh cái chân lên Dạ con biết rồi Sau khi nghe máy của chú thượng xong Tôi vội gọi ngay cho Huy Một cuộc, hai cuộc Và đến mãi cuộc gọi thứ ba Huy mới nghe máy Giọng nói của anh có chút mệt mỏi Em gọi cho anh có việc gì thế Anh Huy, anh đang ở đâu đấy? Anh anh về nhà được không? Hôm nay em có hẹn với chú thím, là hai vợ chồng mình sang bên nhà chú thím chơi. Tôi vừa nói xong thì Huy liền gắt lên với tôi. Em hẹn chú thím, tại sao không báo trước cho anh biết? Bây giờ anh bận rồi. Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì Huy vội vàng tắt máy. Tôi hậm hực đá vào chiếc ghế bên cạnh. Tại sao biết rõ anh ta không hề tốt đẹp, vậy mà tại sao tôi cứ ngu si mà đâm đầu vào chứ cái giường cầm và chị xuyến là bằng chứng rõ ràng như vậy mà tại sao tôi vẫn mê muội anh ta chơi chán con gái nhà người ta liền trở mặt ngay cho được hôm nay là chủ nhật anh ta bận cái con khỉ gì chứ bận đi chơi với gái thì có tôi bực tức vào trong phòng thay bộ quần áo rồi phóng xe đi xuống nhà chú thím lần nào sang bên nhà chú thím tôi cũng toàn đi một mình Huy chưa bao giờ gặp chú thím tôi Tự dưng suy nghĩ Tôi cảm thấy tuổi thân vô cùng Huy quá là vô tâm Với gia đình tôi Nhìn thấy tôi đến một mình Chú Thượng lúc này liền tỏ ra thái độ không hài lòng Chú hỏi tôi Lại có mỗi mình con đến đi à Thế chồng con đâu Dạ Thưa chú hôm nay Huy Lại có việc bận đột xuất à Lần nào nó cũng viện cớ là bận rộn đến khi nào chồng con mới hết bận đây con con cũng không biết hay là hai đứa có trục trặc gì về tình cảm đúng không tôi giật mình ngước lên nhìn chú vội vàng xua tay dạ đâu có tình cảm bọn con đang rất tốt à ừ thôi được rồi vào nhà đi con hôm nay chú thím gọi cả tùng đến ăn cơm người yêu lâu lâu mới đến nhà chơi vậy mà cái nhi chẳng nề nang gì hết nó sai thằng Tùng làm hết việc này tới việc kia, tôi nhìn mà cảm thấy rất tội, tôi ngứa mắt lắm, liền nói với cái nhi, này mày định làm bà tướng thì à, việc gì mày làm được thì mày tự làm đi, tại sao mày cứ sai thằng Tùng thế à? được người yêu làm giúp vẫn thích hơn chứ à? ai như bà chị đi sợ chồng, cái miệng của nó còn kéo dài từ chồng ra, làm cho tôi tức lộn ruột. Tôi bĩu môi nói lại ngay. Chị mày chưa bao giờ biết sợ chồng nhá. Chẳng qua là không thích phụ thuộc vào chồng thôi. Mình là phụ nữ, phải có khí chất riêng của mình. Thì đàn ông nó mới sợ em mà Chị của em ấy thì khí chất ngút trời rồi. Mỗi tội, phụ nữ mà mạnh mẽ quá. Thì đàn ông ấy họ lại e ngại. Không dám lại gần đâu. Thi thoảng, chị nên nhõng nhẽo nũng điệu một chút. Để thêm gia vị cho tình yêu chứ chị mà cứng nhắc khô khan thế này, anh Huy, anh ấy chả thèm nhìn đâu. Thôi, mấy cái kiểu bánh bèo không hợp với chị. Với lại cuộc hôn nhân của chị nó cũng khác lắm. Mà hai đứa khi nào cho chị ăn cỗ đấy? Nghe thấy tiếng tôi hỏi như vậy, Tùng liền nhanh nhẩu lên tiếng ngay. Chị ơi, chị bảo Nhi giúp em với. Em muốn cưới lắm rồi, mà Nhi nó không chịu. Trước lời nói của Tùng, cái Nhi chỉ biết ngồi cười. Tôi biết tính cái nhi Nó hàm chơi Nên chưa muốn đeo gông vào cổ Tôi vỗ vai của Tùng Sau đó lên tiếng động viên Thôi Cậu cho nó chơi thêm vài năm nữa Hay là Hai ba năm sau Cưới lúc đó Đang còn đẹp mà Với cái tính ẩm ương của Nhi Thì em không biết rằng Nó có chịu lấy em không Ơ ừ, hay Nó mà không chịu lấy Thì cậu bỏ quách nó đi Lấy người khác cho nó biết mặt Nghe tôi nói như vậy mà Tùng lắc đầu ngoài ngoài Nó bảo rằng cả cuộc đời này Nó chỉ yêu mỗi mình Nhi thôi Ngoài ra nó không thể nào yêu ai khác được nữa Đấy Đàn ông phải như vậy Mới đáng mặt đàn ông chứ Tôi chợt nhớ đến ai kia Khiến cho lòng tôi lại đau đớn Cái thói trăng hoa của Huy Đã ngấm vào máu rồi Hôm nay có con rể tương lai ở đây Nên chú thím có vẻ vui lắm Mà Tùng lại còn rất hài hước nên bữa cơm càng thêm vui hơn. May là hôm nay có Tùng nên tôi không bị chú thím hỏi quá nhiều về chuyện vợ chồng riêng tư. Cả nhà đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. Tôi không biết là ai lại đến vào giờ này. Cả nhà đang thắc mắc thì cái nhi bỗng đứng bật dậy. À chắc là người giao hàng của con đấy. Hôm nay con đặt một ít đồ ấy mà. Nói xong Nhi chạy ra ngoài Vài giây sau đó bỗng nghe thấy tiếng của nó hét lên. ôi ba mẹ ơi, có cháu rể quý đến thăm đây này. chú thím tôi khó hiểu nhìn nhau. sau đó chú tôi lên tiếng. cái gì nó nói cái gì đây? cháu rể nào? thím tôi nhún vai, lắc đầu ra hiệu là không biết. tất cả mọi người lúc này tò mò, cùng hướng ánh mắt về phía cánh cửa, nhìn thấy dáng người cao to quen thuộc, đang đứng sừng sững ở đó mà tôi như không tin vào mắt mình tôi cứ đơ người nhìn theo từng cử chỉ và hành động của anh anh cầm giỏ hoa quả nhập khẩu đặt lên bàn sau đó tiến tới chào chú thím của tôi chú thím lúc này cũng rất ngạc nhiên chú mời anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi chú hỏi thế mà cái phương nó bảo con bận không đến được dạ lúc sáng con ở lại công ty giải quyết nốt việc nhưng bây giờ con xong rồi ạ à? Chú Thượng ngày xong cười lớn Hiếm có dịp nào mà được đông đủ con cháu thế này Chú vui quá Cứ cười suốt cả bữa ăn Chú Thượng và Huy toàn nói về chuyện kinh doanh Qua cuộc nói chuyện tôi mới biết rằng Cả tuần này công ty của Huy gặp chuyện Cổ phiếu của công ty bị giảm mạnh Lúc sáng này Đúng là tôi đã trách nhầm anh Trách anh vô tâm Mà thật ra là tôi còn vô tâm hơn Công ty của anh gặp khó khăn mà tôi không biết Nhìn đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ của anh Mà lòng tôi không khỏi xót xa Chúng tôi ở lại chơi với chú thím Đến 2 giờ chiều mới ra về Lúc thấy tôi chuẩn bị lên xe máy Huy liền kéo tôi xuống Anh nói với tôi Về bằng ô tô cho đỡ nắng Nắng mùa thu này vừa dịu mát lại vừa đẹp Có bị cháy ra như nắng mùa hè đâu mà sợ Anh cứ về trước đi Tôi thích đi xe máy nhưng mà tôi muốn về cùng với em Chú Thượng đứng ngay sau đó Nghe thấy Huy nói vậy Chú quay sang bảo tôi Này cứ để cái xe ở đây Ngày mai tan làm thì qua nhà chú mà lấy Đi cùng chồng cùng con chứ lại Chú đã nói như vậy Thì tại sao tôi từ chối được chứ Tôi miễn cưỡng gật đầu Rồi ra xe đi cùng với Huy Nhà chú tôi tận trong một con ngõ nhỏ Nên xe ô tô không thể nào đi vào được huy đành gửi xe ở quán cà phê ngoài đầu đường nhưng khi lên xe tôi đã nhìn thấy luận ngồi sẵn ở ghế lái chờ tôi ngạc nhiên hỏi huy thế tại sao vừa rồi anh không bảo cậu luân vào nhà chú thím ăn cơm luôn bắt tội cậu ấy ở ngoài này nghe thấy tôi trách móc huy cậu luận lúc này vội vàng lên tiếng giải thích anh huy có bảo em vào nhưng mà em muốn uống cà phê ở ngoài này ạ à? Thế à Tôi cứ tưởng anh ấy ngược đãi cậu Dạ không Bình thường sếp Huy tốt lắm chị Chỉ có những lúc làm sai ý của sếp ý, Thì bọn em mới bị ăn củ hành thôi Huy lúc này lử mắt nhìn cậu Luận Anh gắt nhẹ Này Cậu định ngồi nói chuyện với vợ tôi đến bao giờ Lái xe đi Dạ vâng Tuần lệnh sếp à Chiếc xe bắt đầu truyền bánh Huy ngồi sát gần tôi Anh nắm lấy tay của tôi sau đó mệt mỏi ngả người ra ghế, anh nhắm đôi mắt lại và lên tiếng nói với tôi. "Anh muốn ngủ một tí." Nhìn gương mặt hốc hác của anh mà đôi mắt của tôi cảm thấy cay xè. Một mình anh gánh vác cả một công ty lớn như vậy, làm sao mà không mệt mỏi cho được. Trước đây mỗi tháng anh chuyển khoản cho tôi, tôi đều thấy rất thích và tôi luôn nghĩ rằng anh là một người rất giàu có tiền đối với anh rất dễ kiếm với số tiền đó chẳng đáng là bao so với anh nhưng bây giờ tôi mới biết được rằng để kiếm được ra những đồng tiền đó anh phải vất vả đến nhường nào thầy huy lúc này ngủ say tôi bèn quay sang và hỏi nhỏ cậu luận cậu luận này công ty đang xảy ra chuyện gì có đúng không chị phương này chị có biết bà xuyến không nhỉ ừ chị biết Chị có gặp chị ấy hai lần rồi Bà ấy bị xếp đuổi việc Đâm ra hận ý Bà ấy cấu kết với công ty đối thủ Cháo đổi mẫu thiết kế Mà mình gửi cho bên đối tác Nhật ý Làm công ty bị mất một hợp đồng lớn Không những vậy Lại còn thuê báo Viết xấu về công ty mình Mỉa mai công ty mình làm sản phẩm không chất lượng Khiến cho khách hàng bên Nhật Thất vọng lắm chị ạ à. Tôi tròn mắt lên sừng sốt Chẳng ngờ bà Xuyến Lại có dã tâm đến như vậy cái hợp đồng đó huy bỏ ra bao nhiêu công sức và tâm huyết vậy mà đến lúc gần ký được hợp đồng thì lại bị chị ta phá nhưng mà tại sao bà xuyến lại có thể cháo được mẫu thiết kế chót lọt như vậy chứ thế mới nói là cáo giả chứ chị tại hôm chủ nhật tuần trước chờ có giấy quyết định đổi việc cô ta nên cô ta lấy danh là phiên dịch của công ty đến làm việc với bên đối tác nhưng mà may nhờ có một người bạn tên là gì nhỉ à tên là đai ky mà công ty mới được cứu đấy à là là đai ki sao vâng thường thì các đối tác nếu nhìn mẫu mã của công ty nào mà không chất lượng họ loại bỏ công ty đó luôn nhưng mà chắc cậu đai ki này có nghi ngờ gì ấy, mà lại gọi điện lại cho bên công ty mình nói về cái vụ việc vừa mới xảy ra vì vậy mà sếp mới xử lý kịp thời mà công nhận cái người bạn đai ki đó nói tiếng việt giỏi thật à đó là người quen của tôi Bởi vì cậu ấy rất thích Việt Nam Hoàn cảnh đúng là chớ trêu Người yêu cũ lại giúp công ty của chồng Tôi lại nợ đai ki Tôi thở dài sau đó nhìn ra biên đường Vừa rồi mải nói chuyện với Luận Mà tôi không hề để ý rằng Luận đã chạy sai đường về nhà của tôi Tôi đập vào vai của Luận Sau đó nói Này, cậu đi nhầm đường rồi đấy Đây đâu phải là đường Về Tham City đâu Ơ ờ, thế anh Huy chưa nói gì với chị à? Có thấy nói gì đâu. Anh Huy bảo em lái xe đến Tràng Tiền Plaza mà. Thế là Huy muốn đưa tôi đến đó để mua sắm sao? Nhưng tôi đâu có cần mua sắm gì đâu. Đồ trong đó lại còn rất đắt. Nhìn anh ta đến thời gian ngủ còn không có mà còn bày đặt đưa tôi đi mua sắm. Tôi bảo với cậu luận. Thôi, cậu quay xe về cho anh Huy anh còn nghỉ ngơi. Mua sắm cái gì chứ Dạ Em đâu dám làm trái ý của sếp à Thế rồi tôi không muốn Bắt ép cậu ấy phải nghe theo lời của tôi Chả biết là Huy ngủ thật Hay giả vờ Mà đến chàng tiền với la Là tôi thấy anh bỗng dưng bật dậy Cậu Luận không muốn vào bên trong Nên ngồi lại trong xe Còn Huy nắm chặt lấy tay của tôi Bước vào trung tâm thương mại Nhìn cảnh tôi và Huy tay trong tay Tôi lại thấy lòng mình dạo rực như kiểu một đứa con gái mới lớn Lần đầu tiên được đi hẹn hò vậy Huy dẫn tôi vào khu thời trang Anh quay sang nói với tôi Tôi muốn tặng cho Đài Kỳ một món quà để cảm ơn Em chọn cho tôi một món đồ Mà cậu ấy thích nhé Tôi bật cười nheo mắt nhìn Huy Này, hai người thân với nhau từ bao giờ thế Còn mua quà tặng nhau cơ à Biết rồi còn hỏi Này, em có biết chuyện gì đâu Tôi nghe được hết cuộc nói chuyện của em với luận rồi. Thế hóa ra, anh giả vờ ngủ à? Hai người nói chuyện như vậy, làm sao mà tôi ngủ được? Tôi nhìn qua một lượt các loại áo sơ mi, sau cùng tôi chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng. Tôi nghĩ rằng tặng đối tác thì nên tặng áo sơ mi trắng, vừa thanh lịch lại còn dễ mặc. Người Nhật đi làm hầu như họ đều mặc sơ mi trắng, nhìn đơn giản mà vẫn toát lên được sự tinh tế tôi đưa chiếc áo cho nhân viên nhờ họ gói lại giúp tôi thấy tôi cứ đứng tần ngần chị nhân viên vừa gói áo vừa nói tôi chị ơi chị không mua gì thêm ạ huy lúc này liền hẩy tay tôi cô thích cái gì thì nhặt đi để tôi thanh toán một thể thôi tôi chả thích gì ở nhà tôi đầy quần áo còn có khi còn chưa mặc tới ấy. thôi anh thanh toán đi đúng là cảm thấy sót tiền cho huy nên tôi bốc phét đấy chứ làm gì có đứa con gái nào mà nói rằng là mình nhiều quần áo đâu nhìn trong đây đâu đâu cũng toàn là đồ hiệu mà tôi thấy hoa cả mắt mỗi tội nhìn lên giá tiền thì chỉ có hết hồn thôi tôi đã nói không muốn mua gì rồi mà huy vẫn cố tình mua cho tôi hai chiếc váy lại đúng hai chiếc váy mà tôi đã nhìn từ lúc tôi bước chân vào đây Công nhận Huy tình ý thật. Huy gõ nhẹ lên đầu của tôi và trêu chọc tôi. Đã nghiện lại còn ngại. Chồng em mua đồ cho em. Chứ có phải là ai xa lạ đâu. Lại còn khách khí. Nhìn cách cách Huy mua váy cho tôi mà tôi lại cảm thấy anh là một người rất có kinh nghiệm. Có khi nào anh dẫn gái đi mua sắm quen rồi nên mới tâm lý đến như vậy không? Lúc này tôi tò mò lắm nên ngập ngừng hỏi anh anh đã từng dẫn bao nhiêu cô gái đi mua sắm thế này rồi tôi chưa từng đưa cô gái nào đi mua sắm hết anh nói dối ánh mắt của huy lúc này nhìn thẳng vào mắt tôi như thể chứng minh rằng lời anh nói là thật nhìn sâu vào ánh mắt ấy tôi cảm thấy sự chân thành của anh như một người mà chưa từng dẫn cô gái nào đi mua sắm thật nhưng mà suy nghĩ thì cũng lạ nhỉ chẳng lẽ từ trước tới giờ những suy nghĩ của tôi về huy đều là sai sao thầy tôi vẫn còn suy nghĩ huy siết eo của tôi lại gần anh nói chỉ đủ cho tôi nghe tiền tôi làm ra là để cho những người thân yêu được hưởng những thứ tốt đẹp nhất tôi chưa bao giờ phung phí tiền bao những thứ vô bổ và vớ vẩn nên em ý, cứ yên tâm nhé những lời huy nói như dòng nước mát chảy dài trong lòng tôi từ những lần đầu tiên gặp huy tôi rất có ác cảm với anh vì vậy mà tôi luôn áp đặt mọi tiếng xấu cho anh tất cả mọi suy nghĩ của tôi về huy toàn là do tôi tự nghĩ ra chứ thực tế thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh gần gũi hay giở thói trăng hoa với bất kỳ cô gái nào và tôi cũng quên mất một điều rằng một người có đầu óc kinh doanh nhạy bén như anh đâu có thể dễ dàng bị vẻ bề ngoài của một cô gái nào đó đánh lừa được chứ càng hiểu về con người của anh tôi lại càng cảm thấy xấu hổ với những suy nghĩ trước kia của mình tôi và huy cứ như vậy đi lượn hết một lượt trong khu thời trang sau đó huy rủ tôi đi xem phim dạp chiếu phim ngay ở tầng trên nên chúng tôi chẳng cần phải đi đâu xa nữa tôi rất thích xem mấy thể loại phim tình cảm nhưng mà giờ trong dạp lại chỉ chiếu mỗi một bộ phim mà Tôi lưỡng lự nhìn Huy, sau đó hỏi anh. Anh có thích xem phim ma không đấy? Có, rất thích. Thế rồi Huy mua hai vé xem phim và một bịch bỏng ngô, sau đó kéo tôi vào trong rạp. Dù rất sợ xem phim ma, nhưng bởi vì Huy thích nên tôi miễn cưỡng xem cùng anh. Chỉ cần nghe thấy mấy âm thanh kỳ quái trong phim là tôi sợ tái mét cả mặt ra rồi. Chưa kể đến đoạn kịch tính, tôi lại bị hù cho một trận giật bắn hết cả người. Mỗi lần như thế, tôi phải ôm chặt lấy cánh tay của Huy, cho bớt sợ hãi. Mà chẳng hiểu tại sao nhá. Phim mà có cái gì vui đâu, mà tôi thấy Huy cứ cười tủm tỉm suốt. Tôi nhìn Huy ngờ vực hỏi. Anh không xem à? Anh cười cái gì thế? Mọi người trong dạp có ai cười đâu. Vì xem phim mà không sợ, mà ngồi cười như anh. Tại anh bị nhốt. Ai làm gì mà bị nhốt? Em nhìn xem. Em làm sao chứ? Tại ngực của em ấy, cứ chạm vào tay của anh nên anh cảm thấy hơi ngứa ngáy. Lúc này tôi mới giật mình, tôi định buông tay anh ra thì liền bị anh giữ lại. Mặt của anh ghé sát vào mặt tôi, anh trêu đùa. "Nào, cứ để im như thế, anh thích." Tôi lườm huy một cái, sau đó cố gắng kéo tay về. Anh ta mặt dày kinh khủng. Xung quanh nhiều người như vậy mà còn không biết ngại ngùng. Còn tôi, hai má đỏ bừng lên vì cảm thấy rất xấu hổ. Mặc dù ngực của tôi có chạm vào tay của anh thật, nhưng mà còn cách cả hai lớp áo cơ mà. Thế mà anh ta cứ tưởng tượng và cảm nhận được cái điều gì đó. Xem phim xong chúng tôi còn đi ăn thịt nướng. Nhớ đến cậu Luận đang còn ngoài xe. Tôi liền nhắc nhở Huy. Anh gọi cậu Luận vào đây ăn cùng bọn mình đi. Trời tối thế này rồi, mà cứ bắt cậu ấy ở ngoài xe à? Hôm nay lại là cuối tuần. Anh cho cậu ấy về từ lâu lắm rồi. Thế á? Thế mà em cứ tưởng, anh bắt cậu ấy đứng ở ngoài đấy chờ chứ. Huy mỉm cười, anh sắn tay áo lên để nướng thịt cho tôi ăn. Nhìn cổ tay của anh đang còn đeo chiếc vòng mà tôi tặng. Bất giác tôi nhòe miệng cười. Tôi ngồi để tay lên cầm và ngắm nhìn anh nướng thịt. Giờ tôi mới nhận ra rằng, tôi đã cưới được một ông chồng cực phẩm anh gắp cho tôi một miếng thịt sau đó hỏi tôi sao em lại nhìn anh say sưa thế mê mẩn anh rồi à trai vừa đẹp vừa thơm thế này chả mê thì sao mà này anh đeo cái vòng này đi làm luôn đấy à ừ vòng này vợ anh tặng lúc nào anh chả đeo mà nhờ chiếc vòng này đánh dấu chủ quyền mà gái nó không theo anh nữa đấy Nhìn mặt của anh khó tính thế kia Ai mà thèm theo Vợ cứ thử buông tay anh ra mà xem Mất ngay Nhìn vẻ mặt của anh tự tin chưa kìa Đẹp trai thì phải đi kém với giàu có Chứ đẹp trai Mà nghèo ấy, thì ai nó thèm Nhiều đứa nó bám anh ấy Chỉ vì ví tiền của anh dày mà thôi Chuyện tình cảm của anh và tôi Tôi vẫn luôn thấy mơ hồ Tưởng là chúng tôi yêu nhau rồi đấy Nhưng mà thật ra Chưa hẳn là đã yêu vì đối với tôi anh còn quá nhiều bí mật tôi cũng muốn hỏi anh nhiều điều lắm nhưng vì sợ ngại sợ anh nghe được sự thật nào đó về tôi anh sẽ đau lòng tôi mong chờ đến một ngày anh chủ động kể ra hết những điều thầm kín trong lòng của anh cho tôi nghe đến lúc đó tôi mới thật sự tin tưởng và trao tình cảm cho anh 8 giờ tối tôi và Huy mới rời tràng tiền để về nhà cả ngày hôm nay đi cùng với Huy tôi và anh đều tắt điện thoại và không nhận bất cứ một cuộc gọi nào khi về đến nhà điện thoại vừa khởi động xong thế ngay lập tức điện thoại của huy có người gọi tới anh hơi trao mày khi nhìn lên màn hình điện thoại lưỡng lự vài giây anh mới nhấn nút nghe sao thế em ừ hôm nay anh bận lắm thôi được rồi ngày mai anh qua bây giờ anh mệt lắm rồi ừ, ừ anh biết rồi Hai mẹ con chuẩn bị đồ đi nhé. Thôi được, thôi được. Ok em. Buồn chiếc điện thoại xuống, Huy thở dài thườn thượt, ánh mắt thống khổ của Huy nhìn tôi đầy áy náy. Anh nói với tôi. Hôm nay là cuối tuần, mà thằng bé cứ khóc đòi anh đưa đi chơi. Anh đi em có buồn không? Nếu như em không muốn, anh ở nhà với em, anh không đi nữa. Tôi nghe xong và tôi hiểu làm sao tôi có thể ghen tị với một đứa trẻ được chứ cả ngày hôm nay anh đã dành thời gian cho tôi đưa tôi đi ăn mua đồ cho tôi tôi đâu thể nào ích kỷ giữ anh làm của riêng tôi được đứa bé kia nó cũng cần có ba tôi cố gắng nở một nụ cười dành cho anh em không sao đâu anh đến gặp con trai đi chắc cậu bé mong anh lắm anh đi đi anh sẽ về sớm em yên tâm nhé thôi được rồi anh đừng lo lắng cho em Em không sao đâu mà Tôi mỉm cười để cho Huy yên tâm Tôi cố tỏ ra là mình đang ổn Nhưng mà Thật sự là tôi cảm thấy rất đau đớn Tôi không hề ổn một chút nào Trái tim của tôi dường như bị ai đó bóp nghẹn Tôi phải làm sao đây Bởi vì lúc này đây tôi biết rằng Tôi yêu anh mất rồi Tôi không muốn rời xa anh Tôi muốn anh chỉ là của riêng tôi Nhưng tôi không thể nào ích kỷ như vậy Con trai của anh nó cũng cần có ba và cần có một gia đình trọn vẹn nội tâm của tôi bị rằng xé mãnh liệt đến mức tôi không còn thiết tha điều gì nữa tôi lau đi những giọt nước mắt đau đớn rồi cố gắng đứng dậy bước vào nhà tắm những dòng nước ấm chảy xuống người tôi nhưng không thể nào xua đi được nỗi buồn trong lòng tôi thật sự sắp gục ngã mất rồi đầu của tôi căng lên như dây đàn Khiến tôi không thể nào chớp mắt nổi. Tôi nằm đếm theo từng tiếng kêu tích tắc của đồng hồ. 12 giờ, 1 giờ, 3 giờ và đến 5 giờ anh cũng chưa về. Anh nói với tôi, anh sẽ về sớm cơ mà. Anh từng nói rằng anh không bao giờ đi ngủ linh tinh những chỗ khác. Vậy mà sau giờ này, anh còn chưa về với tôi. Nếu như anh có việc gì đột xuất, anh có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi tại sao anh im lặng để cho tôi chờ đợi trong vô vọng thế này chứ cả đêm tôi quằn quại không ngủ được sáng dậy hai mắt của tôi trũng sâu thâm quầng hôm nay tôi ngồi ở bàn trang điểm rất lâu tôi dặm đi dặm lại phấn trên khuôn mặt tôi trang điểm thật kỹ để che đi sự mệt mỏi và cả nỗi đau đớn tôi hít một hơi thật sâu để lấy hết tỉnh táo và tiếp tục làm những công việc mà hàng ngày tôi phải làm nhưng mà hình ảnh của anh cứ lấn át hết cả suy nghĩ của tôi tôi làm việc như một kẻ mất hồn không thể nào tập trung được tôi đứng dậy pha cho mình một cốc cà phê cầm cốc cà phê nóng hổi trên tay tôi quay lại phòng làm việc nhưng khi ra đến cửa tôi vô tình đụng chúng vào một vị khách cốc cà phê sánh ra ngoài làm bẩn một vệt lên chiếc áo sơ mi trắng Tôi hốt hoảng dối rít xin lỗi Nhưng vị khách kia nghe trường rất là tức giận Ông ta quát lên với tôi Mắt mũi cô bị làm sao thế à Cô bị mù à Đổ cà phê bẩn hết áo của tôi rồi Không phải cứ xin lỗi là xong đâu Bây giờ cô làm sạch vết cà phê này ngay cho tôi Ngay lập tức Bình thường tôi sẽ khéo nói Với vị khách đó Hoặc là tôi sẽ tìm cách để làm sạch vết bẩn Nhưng bởi vì hôm nay tâm lý của tôi Không được ổn định nên tôi chỉ biết đứng đó và ôm mặt khóc. Hành động đó của tôi lại càng khiến cho vị khách kia thêm bực bội. Ông ta quát to rồi giơ cao tay lên, định giáng cho tôi một cái tát. Nhưng cánh tay của ông ta ngay sau đó đã bị một cánh tay khác giữ lại. Người đó cất giọng. "Xin lỗi quý khách, sự cố không đáng có này, chúng tôi sẽ xử lý vết bẩn trên áo cho quý khách ngay đẻ ạ." À? Nói xong, Khánh quay sang tôi nói nhỏ. "Phương à, đi về phòng đi." Tôi cúi đầu xin lỗi khách hàng một lần nữa, sau đó thất thểu bước về phòng. Một lúc sau, sau khi giải quyết xong với vị khách kia, Khánh gọi tôi lên khiển trách. "Phương, hôm nay làm sao thế? Tại sao làm việc lại thiếu chuyên nghiệp như vậy? Một cái lỗi nhỏ như vậy mà Phương không giải quyết được sao? Thật là thất vọng đấy." Tôi xin lỗi Lần sau tôi sẽ chú ý hơn Chưa bao giờ tôi thấy Phương làm việc mất tập trung như hôm nay Dù có chuyện gì Làm ơn Phải cất nó đi Đừng để ảnh hưởng đến công việc Tôi biết rồi Khánh thở hắt ra một hơi Cậu ấy nhìn tôi sau đó hạ giọng lại Nếu đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân đó Thì ly hôn đi Phương đừng tự dày vò Và làm khổ bản thân mình nữa Đừng quá cố nữa tôi không biết vì sao khánh lại có thể nhìn ra được nỗi lòng của tôi những lời cậu ấy nói đúng mà tại sao trái tim của tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu tôi bực bội nói lại khánh chuyện riêng của tôi không liên quan đến cậu đúng là tôi cũng muốn bản thân của tôi không liên quan nhưng mà tôi không buông bỏ được mỗi lần nhìn thấy phương đau đớn như thế đau đớn vì anh ta tôi không chịu được cậu bị hâm à phương bỏ anh ta đi tôi sẽ bổ đắp cho phương tôi sẽ yêu thương và chiều chuộng phương anh ta không biết trân trọng phương thì hãy để tôi trân trọng phương có được không ánh mắt chân thành và đầy tha thiết của khánh làm cho tôi bối rối từ trước đến giờ tôi chỉ luôn coi khánh là một cậu bạn thân không hơn không kém vậy mà giờ đây nghe khánh nói ra những câu như thế này Tôi cảm thấy khó xử vô cùng. Tôi lắc đầu sau đó bước nhanh ra bên ngoài. Tôi không muốn nghe Khánh nói gì và càng không muốn nhìn vào ánh mắt của Khánh. Nó làm tôi thêm muộn phiền nhiều hơn. Vài ngày sau đó, Huy cũng không về nhà. Căn nhà càng lúc càng trở nên lạnh ngắt và cô độc. Tôi rất muốn chạy đến công ty để tìm anh hỏi rõ mọi chuyện, nhưng vì cái tôi, vì lòng kiêu hãnh Tôi không cho phép mình được lụy bất cứ ai Tôi vẫn cứ đi ăn Vẫn cứ đi làm như những ngày bình thường Hôm nay chị Thúy đi làm Và dẫn theo cả cậu con trai khó khỉnh Cậu bé lần đầu tiên được đến nhà hàng Nên có vẻ khoái lắm Cậu chạy lăng xăng khắp nơi Trời một lúc mệt quá Thằng bé đòi đi uống nước Tôi bế bé, bé ra bình lấy nước Thì bỗng nhìn thấy Huy Đang dẫn đối tác bước vào nhà hàng Tôi đang còn đứng thất thần nhìn theo bóng dáng của Huy thì thằng bé vội vàng vỗ tay và cười lên sung sướng. "Ba, ba ơi." Nghe tiếng thằng bé gọi, Huy liền quay người lại, nhìn thấy tôi đang bế thằng bé, Huy đứng bất động mất mấy giây, ánh mắt của anh không giấu được sự kinh ngạc. Nhưng bởi vì đang đi cùng với đối tác, anh buộc phải nhanh chóng cất giấu đi cảm xúc riêng vào bên trong anh mỉm cười giơ tay chào tôi và cậu bé sau đó dẫn đối tác vào một phòng vip gần đó thằng bé có vẻ như rất bám ba khi nhìn thấy huy nó khóc ầm lên sau đó đòi tôi bế đi tìm ba tôi dỗ dành kiểu gì thằng bé cũng không chịu nhất nhất đòi đi gặp ba bằng được tôi không còn cách nào khác đành bế thằng bé đi tìm chị thúy nhưng vào đến phòng làm việc thì không nhìn thấy chị ở đó Nhìn thấy mấy chiếc bánh ngọt trên bàn làm việc của chị Tôi đưa cho thằng bé ăn May là thằng bé thích chiếc bánh đó Nên nó nín khóc đi Thấy thằng bé đã ngoan Tôi liền hỏi ngay Con tên là gì? Dạ con tên là Simba Simba là tên nhân vật trong một bộ phim vua sư tử Chắc có lẽ Huy muốn con trai của mình mạnh mẽ như sư tử Nên mới đặc biệt danh cho thằng bé như vậy Rõ ràng đây là con riêng của chồng tôi Nhưng tôi lại chẳng thể nào ghét được cậu bé Simba rất đáng yêu Còn có cả lúm đồng tiền bên má Duyên ơi là duyên Ngắm nhìn thằng bé Mà tôi phải nén tiếng thở dài Hòa ra chữ ký Mai Thúy Trong tủ sách của Huy Lại chính là của chị Thúy Cấp trên của tôi Làm với chị lâu như vậy Tôi cũng không ngờ Chị lại cùng quê với tôi và còn là người yêu của Huy nữa. Nhưng mà tôi thắc mắc một điều là tại sao hai người họ yêu nhau lại có con với nhau như thế này mà lại không kết hôn nhỉ? Mọi chuyện cứ dối ren khiến cho tôi choáng váng cả đầu óc. Vẫn là những câu hỏi chẳng thể nào tìm được ra câu trả lời. Thấy Simba đã ngoan ngoãn, không còn quậy và đòi ba nữa, nên tôi thả thằng bé xuống để cho cô cậu chảy nhảy cho thoải mái tôi đứng ở quầy lễ tân vừa viết bàn giải trình cho cấp trên về số lượng đồ hư hỏng và vừa để mắt tới thằng bé tôi đang nhìn cụ cậu nghịch ngợm cây hoa ở trước thì canh nga nhân viên của nhà hàng chạy đến báo với tôi chị phương có một vị khách người nhật mới đến chị ra nói chuyện với họ giúp em với ạ à? ừ thế vị khách đến đây có một mình hả em dạ vâng ạ à. Tôi nhờ bạn lễ tân trong hộ thằng bé Sau đó mới yên tâm đi cùng với cái Nga Đến phòng của vị khách đó Thế nhưng tôi vừa xoay người đi được vài bước Thì bỗng đằng sau có tiếng hét thất thanh của Simba Và ngay sau đó là tiếng đổ vỡ Của chiếc cốc thủy tinh bị rơi xuống đất Tôi giật mình quay lại Nhìn thấy Simba đang nằm xuống sàn nhà Hai bàn tay nhỏ xíu của nó Giữ chặt lấy cổ Sau đó thều thào kêu rát tôi hốt hoảng không biết chuyện gì đã xảy ra với Simba, tôi chỉ biết bế thốc thằng bé lên, lo lắng hỏi han. còn làm sao thế này? đừng làm cô sợ, Simba, Simba ơi. thằng bé nước mắt ràn rùa, thằng bé chỉ vào chiếc cốc đã bị vỡ dưới đất, nó cố gắng nói. nước nóng. nghe đến đây tôi mới dần hiểu ra được chuyện gì vừa mới xảy ra. tôi hỏi lại thằng bé. Còn uống nhầm nước nóng Có phải không Cái gì thế kia Mày định giết chết con tao à Tại sao mày cho thằng bé uống nước nóng hả Tiếng hét chói tai của chị Thúy Làm cho tôi càng thêm hoàng sợ Tôi lắc đầu vội vàng giải thích Là do tôi không làm Vậy mà chị không tin lời nói của tôi Chị Thúy hung sữ tiến lại gần tôi Sau đó thẳng tay Giáng cho tôi hai cái tát liên tiếp Khiến tôi lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống đất tuy vậy giờ này tôi không thể nào để ý được điều gì nữa tôi vội vàng nói với chị chị ơi mau đưa thằng bé đến bệnh viện trước đi chuyện này em sẽ nói rõ với chị sau ạ chị thúy rằng thằng bé từ tay của tôi sau đó chị rít lên còn của tao mà có mệnh hệ gì tao không để yên cho cái mặt mày đâu nói xong chị bế thằng bé chạy ra ngoài tôi toàn chạy theo liền bị huy ngăn lại chẳng biết anh có mặt ở đây từ lúc nào nhưng mà nhìn ánh mắt thất vọng của anh tôi cảm thấy trái tim của tôi đang đau thắt lại anh mệt mỏi lên tiếng cô ở lại đây làm việc đi tôi sẽ đưa mẹ con thúy đến bệnh viện thế rồi huy đi tôi cứ đứng bần thần lòng tôi đau đến mức không thể nào khóc nên lời tôi đâu phải là người hại con trai của anh chứ tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó tại sao thi thoảng anh lại đến bên tôi anh gần gũi tôi anh cho tôi hy vọng rồi anh lại biến mất như tôi và anh chưa từng có những kỷ niệm đó rồi đến bây giờ khi xảy ra chuyện anh lại không hề tin tưởng tôi vậy thì đối với anh tôi là cái gì chứ hay là tôi chỉ là một nơi để anh xả chết xả hết cái dục vọng trong người anh Liệu cái suy nghĩ này của tôi Có đúng hay không Tôi lào đảo bước về phòng làm việc Nhìn thấy tôi như vậy Dương cầm lấy cho tôi một cốc nước Nó nói ngay Tao cũng mới biết Là chị Thúy và Huy Có quan hệ với nhau Họ yêu nhau từ hồi cấp 3 Chắc là mày nghe tin này Mày cũng đau lòng lắm nhỉ Tôi thở dài Sau đó gục đầu xuống bàn Tôi buồn bã nói Họ yêu nhau Họ có con với nhau Tại sao họ không kết hôn cho rồi Họ còn lôi tao vào cái cuộc tình này Làm cái gì chứ Chị Thúy kể với tao Là họ cũng định trong năm nay cưới rồi Nhưng cái đợt anh Huy Lộ clip ngủ với mày Chị Thúy giận lắm Hai người họ cãi nhau Sau đó chị Thúy tuyên bố hủy đám cưới đấy Bởi vậy mà anh Huy mới bực tức Anh ấy đồng ý cưới mày Để chiêu ngươi chị Thúy thôi Nghe Dương Cầm nói mà tôi mỉm cười đầy chua xót, chỉ vì họ giận dỗi nhau, và rồi họ phá hủy cả cuộc đời của tôi, chỉ vì sự ích kỷ và nhỏ nhen của bọn họ mà họ đẩy tôi xuống vực thẳm ư? Vì không thể nào tập trung được vào công việc nên tôi xin phép về sớm. Vừa ra đến cửa thì tôi gặp cậu Luận đang hút thuốc ở đó. Nhìn thấy tôi, cậu Luận liền dập điếu thuốc trên tay rồi sau đó chạy lại hỏi tôi: chị phương chị tan làm sớm thế ạ à? hôm nay tôi mệt nên tôi về sớm mà sao giờ này cậu đứng đây cậu không về công ty làm việc à sếp huy bảo em ở đây chờ chị tan làm sau đó đưa chị về ạ à? không cần đâu tôi đi xe máy rồi mà chị không lên xe em trở về em bị mất việc đấy chị thương em chị lên xe đi ạ à? nhưng mà mọi hôm tôi vẫn đi xe máy tại sao hôm nay lại bày đặt đưa tôi về thế này Em cũng không biết. Em chỉ làm theo lệnh của sếp thôi ạ. À? Tôi lại sợ cậu luận bị mất việc, nên tôi đành phải lên xe để cậu ấy chở tôi về. Nhưng tôi chưa muốn về nhà ngay. Tôi muốn đến bệnh viện để thăm Simba, xem thằng bé như thế nào, thì tôi mới yên tâm được. Tôi hỏi luận. Cậu biết Huy đưa Simba đến bệnh viện nào không? Dạ, em biết. Vậy cậu đưa tôi đến đó, được không? xếp dặn em ấy là em nên đưa chị thằng về nhà xin ba bị bỏng họng nhẹ thôi chị không cần phải quá lo lắng đâu ạ à. nghe luận nói như vậy tôi thở phào nhẹ nhõm như chút được chút gánh nặng trong lòng thằng bé không bị làm sao tôi cũng yên tâm tôi ngồi lặng im trên xe sau đó nhìn ra bên ngoài ngắm đường phố thời tiết hôm nay lất phất mưa bay cảm giác có chút xe lạnh mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi năm tôi tựa đầu vào chiếc cửa kính hờ hững nhìn dòng người đang bon chen tấp nập rồi bất chợt giọng nói của cậu luận nhẹ nhàng vang lên em muốn nói chuyện này với chị nhưng em mong chị đừng giận em nhé có chuyện gì thế cậu cứ nói công ty bây giờ đang trên đà phát triển anh huy cũng vất vả từ đêm hôm chủ nhật tuần trước đến giờ hầu như đêm nào anh ấy cũng thức trắng để làm việc đến ăn uống cũng vội vàng. Chị không hề biết anh ấy vất vả đến nhường nào, có đúng không ạ? Tôi biết huy nhiều công việc, nhưng tôi không nghĩ rằng là đến thời gian ăn ngủ mà anh cũng không có. Hai tay của tôi siết chặt vào nhau. Tôi vừa thấy thương lại vừa thấy giận. Tôi ngồi im lặng. Cậu luận lúc này lại tiếp tục nói. Anh ấy làm việc cả tuần trời ở công ty, mà chẳng bao giờ em thấy chị đến thăm anh ấy hỏi han anh ấy câu nào ở công ty anh ấy toàn ăn cơm hộp có hôm anh ấy bột miệng nói giá như bây giờ có cơm vợ nấu thì tốt biết mấy em nghe mà em thấy thương em nói thật em là người đồng hành cùng anh ấy em biết rõ anh ấy vất vả thế nào nhiều khi sợ chị lo lắng anh ấy cứ giấu em nói vậy không có ý trách chị mà em hy vọng thi thoảng chị đến công ty nấu cơm cho anh ấy để anh ấy, anh ấy bớt tuổi à? Nước mắt của tôi đã trào ra từ lúc nào. Tôi nghèn ngẹn nói. Cậu Luận, cảm ơn cậu nhé. Sau khi cậu Luận đưa tôi về nhà, tôi liền sắn tay vào bếp nấu ăn. Tôi làm món cá kho và món canh chua mà anh thích. Nấu xong tôi ngồi chờ anh. Nhưng đến 8 giờ tối, tôi vẫn chưa nhìn thấy anh về. Tôi gọi cho anh và anh cũng không nghe máy. Sau đó tôi quyết định bắt taxi và mang cơm đến công ty cho anh. Giờ này ở công ty mọi người đã về hết, ở ngoài chỉ còn bác bảo vệ đang ngồi ở ngoài cổng thôi. Tôi cất tiếng hỏi bác. "Bác ơi, giám đốc có còn trong công ty không ạ?" Bác bảo vệ nhìn tôi một lượt, bác hỏi tôi. "Thế cháu cần gặp giám đốc có chuyện gì?" "Dạ thưa bác, cháu mang cơm đến cho anh ấy à? Cháu là gì của giám đốc? Dạ, cháu là vợ của anh ấy. Hai hàng lông mày của bác bảo vệ trao lại. Bác quay vào phòng, bấm số gọi cho ai đó. Vài giây sau, bác chạy ra vui vẻ nói. Dạ, mời phu nhân vào bên trong. Giám đốc đang ở trên tầng 5 đấy ạ. À? Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. À. Tôi đi thang máy lên tầng 5. Sau đó đi tới phòng. Đang còn bật sáng đèn nhất. Tôi ngó vào, nhìn thấy máy tính còn sáng nhưng người thì không nhìn thấy ở đâu. Tôi đặt cặp lồng cơm xuống bàn, sau đó lượn lờ xung quanh, xem xét phòng làm việc của Huy. Căn phòng này toàn giấy tờ và tài liệu, cứ đặt thành từng sấp một, nhìn thôi đã thấy đủ đau đầu lắm rồi. Lượn hết quanh phòng, tôi ngồi xuống ghế. Điện thoại của anh để đây, mà anh lại đi đâu rồi nhỉ? Mãi một lúc lâu sau, tôi thấy cánh cửa bên trái bật mở. Anh vừa lau tóc vừa hỏi tôi: muộn thế này rồi em còn đến đây làm gì thế tự nhiên nhìn thấy anh tôi cảm thấy bối rối tôi lắp bắp à, em đến em mang cơm cho anh em không biết là anh ăn gì chưa anh ăn rồi em đem cơm về đi ừ, vậy em đem về tôi vừa nói dứt câu còn chưa kịp cầm lấy cặp lồng thì anh đã kéo tôi vào lòng của anh anh hôn lên mái tóc của tôi đầy giận dỗi Sao giờ này em mang cơm đến hả? Ngồi trong lòng của anh, tôi cảm thấy vừa thinh thích lại vừa hồi hộp, tôi run rẩy trả lời anh. Em chờ anh về mà không thấy, nên em mới bắt taxi đến đây. Ai dè, anh lại ăn cơm rồi. Anh ăn rồi, nhưng mà thấy còn hơi đói. Thế bỏ cơm ra cho anh ăn nhé. Hôm nay em nấu toàn món anh thích đấy anh không muốn ăn thêm cơm anh muốn ăn muốn ăn cái gì nào anh muốn ăn em cơ câu nói của anh chẳng biết là đùa hay là thật nhưng tôi cảm thấy không vui một chút nào những lời dương cầm nói lúc sáng tôi đang còn nhớ như in dù yêu anh nhưng tôi phải có lòng tự trọng của mình tôi không phải là một đứa vì yêu mà bất chấp mà điên cuồng lao vào như một con thiêu thân nếu anh chỉ coi tôi là một trò đùa thì tôi sẽ không luyến tiếc gì mà quay lưng bước đi ngay tôi đẩy anh ra sau đó nghiêm túc nói nếu anh đã ăn no rồi em xin phép em đem cơm về em không thích đùa giỡn thế này đâu bị tôi thẳng thừng từ chối mặt của huy chương hừng anh sụ mặt xuống và mấp máy môi em đang giận anh chứ gì đúng em đang rất giận anh xin lỗi tại hôm nay anh lo lắng cho thằng bé quá anh mới hành xử như vậy tôi nghe xong mà nhếch mép cười nhàn nhạt đáp chứ không phải lúc đó anh nghĩ rằng tôi hại con của anh à anh không tin tôi anh không hề tin tôi ánh mắt ngày hôm nay của anh nhìn tôi là tôi hiểu rõ vị trí của tôi trong lòng anh rồi ly hôn đi chấm dứt tất cả đi tôi mệt mỏi lắm rồi em vừa nói cái gì ly hôn. Đúng thế, tôi muốn bây giờ ly hôn, ly hôn ngay lập tức. Huy nghe xong bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, anh siết chặt cánh tay của tôi, sau đó ép cả thân thể của tôi xuống ghế. Với sức mạnh của Huy, tôi không thể nào phản kháng lại được. Anh nhìn tôi ánh mắt vừa giận dữ nhưng lại có cái gì đó rất bi thương. Khuôn mặt của anh bây giờ nghiêm nghị hơn lúc nào hết. Anh đau đớn gằn lên từng tiếng, em ở trong lòng anh quan trọng thế nào. Anh tưởng rằng em phải biết rõ rồi chứ. Tại sao em có thể nói hai từ ly hôn dễ dàng đến như vậy? Tại vì ngay từ đầu, tôi đã không muốn cuộc hôn nhân này, và ngay cả đến bây giờ cũng vậy. Tôi thật sự chán ghét cái cuộc sống như bây giờ. Ly hôn rồi, cả hai tự do. Anh về bên vợ con của anh, còn tôi, tôi thoải mái đến với tình yêu của mình. Như vậy chả phải là tốt cho cả hai đứa à? Huy nhếch mép cười nhạt. Ánh mắt của anh dẫn dữ nhìn chằm chằm vào tôi. Anh chua chát nói. Hóa ra là như vậy. Em năm lần bảy lượt muốn ly hôn tôi. Là bởi vì em muốn tiến tới với người khác chứ gì? Là ai thế? Là Khánh sao? Tôi không muốn bản thân làm con dối trong chuyện tình cảm của anh và Thúy. Và càng không muốn bản thân bị người khác trà đạp coi thường. Tôi hận anh, bởi vì anh là thằng đàn ông vừa tham lam vừa ích kỷ. Anh ta vừa muốn có con, vừa muốn có người tình và muốn có cả vợ. Thật là nực cười. Thế nên tôi hít sâu một hơi và dứt khoát trả lời. Đúng, đúng như vậy. Thế nên làm ơn. Anh buông tha cho tôi đi. Tôi luôn nghĩ rằng Huy là một người kiêu ngạo và có cái tôi rất cao. Chỉ cần tôi nói có người khác Thì sẽ khiến anh ta cảm thấy tự ái Sau đó anh ta sẽ đá bay tôi đi Như cái cách mà anh ta đã làm với Dương Cầm và chị Xuyến Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như tôi nghĩ Nó vượt xa tầm kiểm soát của tôi Gương mặt của Hy lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ Anh đưa bàn tay thon dài Vân về từng nút áo của tôi Giọng điệu của anh trầm thấp Được thôi Cô muốn ly hôn tôi đồng ý thế nhưng từ giờ đến lúc ly hôn thì cô vẫn luôn là vợ của tôi và cô phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ huy cúi xuống mạnh bạo và hôn lên đôi môi của tôi sau đó bàn tay của anh nhanh chóng cởi bỏ từng lớp từng lớp quần áo trên người tôi xuống đến khi cả thân thể của tôi lộ ra trước mặt anh anh mới rời khỏi môi của tôi nụ hôn trượt xuống cổ rồi dần dần mơn trớn khắp cơ thể của tôi anh ta điền cuồng dày vò cơ thể của tôi Như thể một con hồ đói lâu ngày Bắt gặp được con mồi vậy Ngày hôm trước làm tình với tôi Anh nhẹ nhàng bao nhiêu Thì ngày hôm nay Anh lại thô bạo bấy nhiêu Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tôi ghét anh Và ghét chính bản thân của mình Tôi không thể nào kìm lén được cảm xúc Và khoái cảm của mình Mỗi lần đôi môi của anh đụng chạm vào ngực tôi và những vùng nhạy cảm trên cơ thể của tôi thì tôi lại run rẩy và đón nhận cái thứ cảm giác chết tiệt đó. Sau một hồi làm loạn trên cơ thể của tôi, anh mới bắt đầu cởi chiếc khăn trên người của mình ra, sau đó đột ngột đẩy mạnh một phát vào tận sâu bên trong của tôi, làm phần dưới của tôi đau đến tê dại. Tôi nhăn mặt và gào lên. Anh bị điên rồi à? Anh ta vừa đưa đầy điên cuồng Vừa hồn hền và gắt lên Đúng Tôi đang bị điên đây Tôi đang phát điên lên vì cô đây Huy càng lúc càng thúc mạnh hơn Như thể anh muốn chút hết tất cả bực bội Lên cơ thể của tôi Cơn đau của tôi nhanh chóng qua đi Và thay vào đó là một cảm giác được kích thích Vì quá xấu hổ Nên tôi phải bịt miệng lại Để những tiếng rên rỉ kia Không bật ra khỏi cổ họng của tôi Mãi một lúc lâu sau Huy bỗng ghi chặt người tôi lại Tôi cảm nhận được một dòng nước ấm Đang chảy vào bên trong cơ thể của tôi Cả thân thể của tôi lúc này Đã bị anh hành cho dã rời Tôi mệt mỏi Nhắm hở đôi mắt Sau khi được thỏa mãn Huy buông người tôi ra Từ ngày mai Không phải đến nhà hàng làm việc nữa Ở nhà nghỉ ngơi Ý của anh là gì chứ tôi xin cho cô nghỉ việc rồi anh vừa nói cái gì anh lấy tư cách gì mà tự ý quyết định công việc của tôi anh càng ngày còn quá đáng rồi đấy công việc của tôi cuộc sống của tôi để cho tôi được tự quyết định anh cứ làm tốt công việc của mình đi và xin anh đừng có xía vào câu chuyện của tôi nhìn thấy cô bị người ta bắt nạt như vậy tôi không chịu đựng được cô về làm cho tôi đi tôi sẽ đãi ngộ cô thật tốt cảm ơn nhưng tôi không cần tôi vẫn đến nhà hàng và làm việc ở đó tùy cô thôi nhưng nhà hàng đó đã tìm được quản lý khác rồi nói xong huy bỏ vào nhà tắm để lại tôi với một mớ cảm xúc hỗn độn mới chiều nay tôi còn làm ở đó xong cơ mà và tại sao họ có thể tìm được quản lý khác nhanh đến như vậy chứ chắc chắn anh ta đang nói dối Cái loại bị ổi xấu xa tôi nhất định sẽ sớm ly hôn anh ta tôi lật đật mặc lại quần áo, sau đó chạy ra bên ngoài và bắt taxi về. Tôi không muốn ở lại đây với anh ta thêm một giây phút nào. Ngày hôm nay tôi mệt mỏi và nhục nhã lắm rồi. Về đến nhà, tôi đã nhìn thấy Khánh đứng chờ ngoài cửa. Nhìn thấy tôi, Khánh liền chạy lại, lo lắng hỏi han. "Phương, bị làm sao thế này? Hình như là bị trúng gió rồi. Sắc mặt nhợt nhạt quá." Tôi lắc đầu vội vàng, cầm lấy tay của Khánh. "Khánh này, có phải nhà hàng đã tìm được quản lý mới thế vào chỗ của tôi rồi, có đúng không?" Khánh nghe xong buồn bã gật đầu, cậu ấy nói với tôi. "Ừm, tôi vừa mới nhận được thông báo từ bên trên xuống, đang định chạy sang đây hỏi Phương." "Tôi cũng vừa mới biết. Chuyện này là chồng tôi tự ý làm, tôi không hề biết gì." nhưng tôi thắc mắc tại sao nhà hàng lại tự ý sa thải tôi mà không hỏi lại tôi một câu chứ tôi làm việc ở đó chứ đâu phải là chồng tôi phương à phương không biết là chồng mình có tiếng nói thế nào à chồng phương ấy vừa là khách hàng vip của nhà hàng vừa là đối tác làm ăn với ba tôi anh ấy đã lên tiếng không muốn vợ mình làm ở đó nữa thì ba của tôi không có lý do gì mà từ chối vì ba tôi cần anh ấy hơn Là cần Phương Phương hiểu chứ Tôi nở một nụ cười nhạt tuếch Đúng là trò đời Người có tiền, có quyền Thì người ta muốn làm gì cũng được Anh ta điều khiển xoay chuyển cuộc sống của tôi Theo ý mà anh ta muốn Tôi cảm thấy bản thân bất lực đến tuyệt vọng Hai hàng nước mắt cứ như vậy mà trào ra Khánh cúi xuống lau những giọt nước mắt trên má cho tôi tôi đi cùng phương từ những ngày đầu phương vào nhà hàng tôi biết phương cố gắng và có tâm huyết với nghề bây giờ nếu phương cứ tiếp tục cuộc hôn nhân này thì khánh nghĩ rằng phương không thể nào làm được công việc mà mình yêu thích đâu đơn giản là chồng phương không muốn thì anh ta sẽ tìm mọi cách để phá thế nên tôi khuyên phương từ bỏ đi đừng sống thế này nữa phí cuộc đời phí cả thanh xuân đi. Đầu tôi bây giờ như thể có vật gì đó đang đè nặng xuống và nặng trĩu. Lúc này tôi chẳng thể nào nghĩ thêm được điều gì. Tôi quay sang Khánh. Tôi mệt rồi, tôi muốn về phòng ngủ một giấc. Vậy, tôi đưa Phương về phòng. Lúc đưa tôi về đến phòng, Khánh còn nói với tôi thêm một câu. Phương này, Phương có suy nghĩ kỹ những lời tôi nói đi, chỉ cần Phương quay đầu lại, sẽ nhìn thấy tôi luôn ở phía sau. Nếu Phương vẫn muốn tiếp tục làm quản lý nhà hàng, thì tôi sẽ đưa Phương vào trong Sài Gòn làm việc. Nhà tôi có ba cơ sở trong đó. Có lẽ rời xa Hà Nội là điều tốt nhất cho Phương. Lúc này tôi không muốn trả lời bất cứ điều gì, nên tôi giả vờ nhắm mắt lại. Chỉ khi nghe thấy bước chân của Khánh đi xa dần và tiếng cánh cửa khép lại, tôi mới mở mắt ra nhìn lên trần nhà và suy nghĩ tôi đang muốn rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như thế tôi không chỉ sống cho một mình tôi mà còn sống cho ba mẹ một đứa con gái đi lấy chồng chưa được một năm nếu như ly hôn liệu rằng miệng đời có để cho ba mẹ tôi sống yên ổn hay không nhưng nếu cứ sống một cuộc sống ngột ngạt thế này thì chẳng mấy chốc tôi cũng héo tàn. Tôi làm sao đây? Tôi phải làm sao đây để trọn vẹn cả đôi đường? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Mối tình ngang trái được viết bởi tác giả uyên Nguyệt. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 6 này, Tâm An không biết quý vị có suy nghĩ giống như Tâm An hay không? Là Tâm An đang nghĩ rằng là à anh chàng tên Huy này, đã thích cô gái tên Phương rồi Thế nên là anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện ly hôn Còn câu chuyện về vợ của anh ta và đứa con của anh ta Thì Tâm An nghĩ rằng là chắc chắn là có một điều gì đó bí mật Và chúng ta chỉ còn một tập duy nhất nữa thôi là kết thúc bộ chuyện này rồi Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ chuyện này cũng là tập cuối vào tối ngày mai Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi xem là những tình tiết cuối cùng của bộ chuyện này sẽ ra sao nhé Tâm An hy vọng rằng Huy và Phương sẽ đến được với nhau và có những đứa con hạnh phúc. Đừng bao giờ để cho hai người trải qua mọi đau thương, mọi biến cố trong cuộc đời. Từ ngày bé đã có tình cảm với nhau và có một vết sẹo trên tay của Huy đúng không ạ? Đó hãy xem là một vết sẹo của tình yêu đi. Tại sao đến bây giờ lại có quá nhiều khúc mắc như vậy chứ? Hy vọng rằng tác giả sẽ cho chúng ta một kết thúc có hậu. Còn bây giờ, Tâm An xin được chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc nhé chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối mai xin chào và hẹn gặp lại